Và câu hỏi này của một vị khán giả, Kim Ánh thấy cũng khá là hay đây. Câu hỏi của bạn có tên là Việt Hà. Bạn đặt câu hỏi như sau: thưa bác sĩ, tôi có tìm hiểu về cái sản phẩm Ích Tâm Khang và biết được là cái sản phẩm này có nghiên cứu trên lâm sàng và có hiệu quả hỗ trợ làm giảm những cái triệu chứng chẳng hạn như là khó thở nè, ho phù nè, mệt mỏi nè, và giảm cholesterol cũng như là giảm tần suất nhập viện ở người suy tim. Nhưng mà tôi bị thiếu máu cơ tim, bệnh mạch vành, chưa bị suy tim, thì tôi có thể dùng cái sản phẩm này để nó mang lại hiệu quả trong cái vấn đề bệnh lý của tôi hay không? Xin mời bác sĩ Lương Lệ Hoàng. Chính vì chỗ chưa suy tim nó mới nên dùng. Một mục tiêu đây là người ta dùng cho những, nói riêng với Tâm Khang hay nói chung, những dược phẩm mà gọi là trời thương mà trời cho trái tim á, là để cho mình kéo dài cái khoảng thời gian mà trái tim nó suy đi, nếu như mình đã bệnh. Làm sao để cho mình trái tim mình chưa bệnh hay sắp bệnh nó vẫn có thể giữ được đủ cái độ khỏe để nó đừng bệnh. Như vậy thì đợi tới suy tim chi nữa rồi mới dùng. Trái lại người ta nên dùng càng sớm càng tốt thôi. Để như vậy để chi? Để mà mình tránh được cái gương mặt mà có khi tới đó mình không nhìn thấy rõ đó. Đó là gương mặt của thầy thuốc trong phòng cấp cứu. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương. Nhưng theo thời gian, trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim.